Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Và lần này mình tiếp tục xây dựng những cái nội dung trên cái kênh của mình tiếp. Và sẽ là những cái video có thể là sẽ là trải bài về Tarot. Thì mình sẽ sử dụng Tarot như là một công cụ để mình có thể chia sẻ được nhiều hơn đến với mọi người. Và hy vọng là mọi người cũng từ những video của mình có thể có một cái gì đó rút ra dành cho chính bản thân của mình. Ok. Chúng ta sẽ đến với video đầu tiên khi mà mình quay trở lại kênh này. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn làm chia sẻ với mọi người đó là về niềm vui nào đang đến với các bạn trong tháng giêng tới. Và chúng ta sẽ có tất cả 4 tụ bài. Mình sẽ quay cho các bạn xem 4 tụ bài. Đây, 1, 2, 3, 4. Các bạn hãy thả lỏng, thư giãn và chọn cho mình một tụ bài mà các bạn cảm thấy phù hợp nhất. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu với video ngày hôm nay. Ok, hôm nay hình như là ngày đầu tiên mọi người quay trở lại với học tập và công việc. Nên là mình nghĩ rằng, mình tin rằng bốn cái niềm vui này nó cũng sẽ là bốn cái điều mà mọi người sẽ mang thêm cái sự hào hứng cho mọi người trong cái tháng đầu tiên của năm mới. Ok, và chúng ta sẽ đến với tụ đầu tiên. Những bạn chọn tụ 1 thì mình nhìn chung mình thấy năng lượng ở đây, cái niềm vui dành cho các bạn trong tháng 1 này đấy là sự đầy đủ, abundant. Ở đây thì mình thấy năng lượng của tụ này đấy là năng lượng của sự vui vẻ, sự lạc quan, của giao tiếp, của những cuộc vui chơi, thông minh, dí dỏm. Rồi nó giống như là ở đâu có niềm vui thì ở đấy không thể thiếu các bạn được vậy. Tức là mọi người cũng rất là thích ở bên các bạn, ở gần các bạn. Và bản thân các bạn thì các bạn là người giao tiếp rất là tốt. Và đó cũng là một cái, có thể là cái chìa khóa để các bạn có được, đạt được cái điều mà các bạn mong muốn, cái niềm vui dành cho các bạn trong tháng này. Tuy nhiên, có một chút cần phải để ý. Đấy là đôi khi cái sự bay bổng của các bạn, cái tụ này thì thường đến, có thể là những cái bạn chọn tụ này là những cái bạn mà trong bản đồ sao của các bạn, hay các bạn thuộc nhóm khí, song tử, bảo bình, thiên bình. Thì bởi vì bản chất của khí á, nó là cái sự, bản chất của khí nó luôn là cái sự hoạt bát, cái sự vui vẻ. Thường thì mình để ý những cái bạn thuộc nhóm khí này khá là bất ổn. Nhưng mà cái sự bất ổn này nó rất là hay. Cái sự bất ổn đấy nó tạo nên cái sự thú vị riêng mà mọi người nhìn các bạn. Thường thì cũng có thể là các bạn khí sẽ có những cái nét rất là riêng dành cho chính mình chẳng hạn. Nhưng mà bên cạnh đó thì ở đây có thêm năng lượng của cái việc, của cái chòm sao Hải Vương ở đây. Nó giống như việc là đôi khi các bạn quên mất là, và các bạn sống ở trong cái thế giới do các bạn tự xây dựng lên, nó hơi quá lâu, tức là các bạn hơi bị gọi nào nhỉ, bị ảo tưởng nhiều quá. Gọi là bị ảo á, không đến nỗi là sống ảo nhưng mà nó là bị ảo thì có. Thế nên là cái chìa khóa để các bạn có được cái niềm vui dành cho tháng 1 để các bạn sự đầy đủ này, đấy là cái sự giao tiếp. Không phải giao tiếp với người khác mà giao tiếp với chính bản thân mình. Bởi vì các bạn sống ở trong cái thế giới này, tức là các bạn bên ngoài là một cái người giao tiếp rất là ổn, nhưng bên cạnh đó, bên trong các bạn cũng xây dựng cái thế giới riêng cho mình. Và ở trong cái thế giới này thì đôi khi các bạn hơi sống quá ở trong cái thế giới này, các bạn bị chìm vào trong cái thế giới này nó hơi nhiều. Thì cái chìa khóa ở đây là hãy dành cái thời gian để giao tiếp cho chính bản thân mình. Ở đây thì mình thấy tiêu biểu có thể là cái năng lượng của
song tử, cái chòm sao song tử ở đây nó khá là rõ ràng, thế nên có thể những bạn chọn tụ này là những bạn thuộc cung song tử trội hơn là so với những bạn thuộc cung thiên bình hoặc bảo bình, hoặc trong bản đồ sao các bạn là người trội về song tử chẳng hạn. Thì cái sự giao tiếp ở đây đó là chính là cái sự giao tiếp với chính bản thân mình, giữa con người bên trong và con người bên ngoài của mình. Bởi vì á, cái nhóm khí là cái nhóm mà mình để ý thấy hầu hết các bạn hơi có cái sự mâu thuẫn với chính bản thân mình hơi nhiều. Nghĩa là song tử ở bên ngoài có thể cho mọi người thấy là một cái người giỏi hoạt bát, giao tiếp tốt, thông minh, nhưng mà bên cạnh đó thì đằng sau con người đó là một cái người trầm lặng hơn, điềm đạm hơn cũng có, hoặc là kiểu hay hay kiểu tự suy nghĩ rồi tự làm khổ bản thân cũng có, tự làm cho mình buồn cũng có. Nên là ở trong cái trải bài này thì cái niềm vui của các bạn đấy là sự đầy đủ, và để có được cái niềm vui ấy thì các bạn cần phải có một cái cuộc nói chuyện thật sự là sâu sắc và nghiêm túc với chính bản thân của mình để bước ra khỏi cái thế giới mà các bạn đã tự xây dựng ra. Ở đây thì cái key của các bạn, nếu bạn nào mà biết xem về bản đồ sao thì các bạn có thể thử tìm hiểu thêm về nhà 12 và chòm sao Hải Vương. Thì đây là một cái mình nghĩ là khi bạn tìm hiểu thêm về cái nhà 12 và chòm sao Hải Vương, các bạn kết hợp hai cái điều ấy lại, nó cũng sẽ rút ra cái bài học thêm nữa cho các bạn. Ở trải bài tarot này thì mình ngoài cái việc mình đọc cái trải bài này ra thì mình sẽ đưa thêm một vài cái từ khóa để các bạn có thể tự học, tự kết hợp nó lại. Bởi vì với mình á thì mình cảm thấy tarot hay là chiêm tinh nó là một cái gì đó, nó là một cái phương pháp và một công cụ, và phương pháp nào đi chăng nữa thì cũng hãy nhớ lấy cái chìa khóa đấy là quan sát và tự soi chiếu chính bản thân mình, giao tiếp với chính bản thân mình. Ok, đấy là trải bài dành cho những bạn chọn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những bạn chọn tụ 2. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với những bạn chọn tụ 2. Ở tụ 2 này thì niềm vui của các bạn là gì? Niềm vui của các bạn nó sẽ phụ thuộc vào cái sự kiện chuẩn bị xảy tới trong cái cuộc sống của các bạn. Trong cái trải bài này thì chúng ta có một cái sự kiện có thể sắp xảy tới, hoặc là một cái sự kiện nào đấy nó đã âm ỉ từ khá lâu rồi và nó đang trên đường đi đến cái sự cao trào. Ở đây thì chúng ta có năng lượng của Bạch Dương, Xử Nữ, các nhóm thuộc cung đất và cung lửa nhìn chung. Tuy nhiên thì những cái nhóm khác không phải là chỉ dành cho những cái bạn thuộc cái nhóm cung đất hay cung lửa này, mà những bạn thuộc những cái cung khác khi mà xem cái trải bài này dành cho các bạn thì nó vẫn dành cho các bạn, nhưng mà chỉ là cái trải bài này nó nổi trội lên cái phần đó thì mình sẽ đọc lên thôi. Và cái hành trình sắp tới của các bạn là cái gì? Đó là những cái năng lượng về chữa lành, cái năng lượng của sự thấu cảm. Và đây là cái thời gian mà các bạn cần phải học những cái bài học dành cho chính bản thân các bạn. Có thể là những bài học liên quan đến em bé bên trong của các bạn. Nếu mà các bạn xem video này, cái ngày hôm nay mình post, thì mình nghĩ các bạn có thể thử tìm hiểu khóa em bé bên trong nếu các bạn chưa. Nếu mà các bạn chưa biết thì mình nghĩ là các bạn có thể tự tìm hiểu khóa em bé bên trong, 12 ngày làm việc em bé bên trong của Kỳ Đôi Tỉnh Giấc. Bởi vì ở cái tụ 2 này thì mình nghĩ đó là một cái khóa phù hợp với mọi người. Đây sẽ là một cái hành trình, có thể với một số bạn thì nó sẽ là sự khởi đầu của cái hành trình tâm linh của các bạn. Nó sẽ được kích hoạt khi mà một cái sự kiện hoặc là một cái điều gì đó nó có thể xảy ra ở mặt vật lý, tức là chúng ta có thể nhìn thấy được, hoặc là nó có thể xảy ra ở bên trong chính chúng ta. Nó là cái sự dâng lên cao trào của cái cảm xúc tâm lý nào đó của bất kỳ mỗi người, nhưng mà nó đã làm cái, nó cũng có thể nó âm ỉ từ khá lâu rồi và nó chuẩn bị đi lên đến cao trào. Và cái sự kiện này nó sẽ là cái chìa khóa để các bạn bước vào cái hành trình tâm linh của các bạn. Và mình tin là với những bạn chọn tụ này thì các bạn sẽ là những cái người rất là miệt mài, rất là chăm chỉ, rất là cần mẫn và rất là có trách nhiệm với bản thân mình. Các bạn sẽ đi, mình chưa cần biết là các bạn sẽ đi bao lâu, đi bao xa hay như thế nào đó, bởi vì đó là chuyện của tương lai. Trước mắt thì mình chỉ cần thấy là các bạn là cái người không bỏ cuộc. Khi các bạn gặp phải cái năng lượng của cái tổn thương này nó biểu hiện thì là lúc các bạn cần phải quay lại
và làm việc với cả cái phần tinh thần, với cả cái sự cái phần con người bên trong của các bạn. Và đây là một cái trải bài mang cái năng lượng của sự chữa lành, của con đường tâm linh, của niềm tin. Và nó sẽ là một cái hành trình khá là dài, nhưng mà niềm vui nó sẽ đến với các bạn. Thế nên là cái niềm vui của các bạn ở đây, chúng ta đang có một lá, đấy là Wait for the sunshine, có nghĩa là cái niềm vui của các bạn chưa thực sự tới, nhưng mà mình tin là cái cao trào nó sẽ đến, thì nó sẽ là cái niềm vui của các bạn. Nó sẽ làm cái khởi đầu của các bạn, để sau này khi các bạn đi một cái đoạn đường xa rồi và quay lại, các bạn sẽ rất biết ơn cái điều này, cái sự kiện này xảy ra. Và đó, mình nghĩ là sẽ là, nó không phải là nỗi buồn. Hiện tại nếu mà chúng ta vướng phải thì trước mắt chúng ta sẽ nhìn nó giống như kiểu ở nó mà cái nó là một cái nỗi đau, nó là một cái gì đó, nhưng mà đó là một cái sự biết ơn mà chúng ta cần phải biết ơn chính bản thân mình, những gì chúng ta đã trải qua. Đó là những điều mà mình muốn dành cho tụ hai. Chúc mừng tụ hai. Ok, xin chào các bạn tụ ba. Và trải bài ngày hôm nay cho các bạn tụ ba. Niềm vui của các bạn là cái gì? Thành công đang đến rất gần với các bạn rồi. Ở đây chúng ta có lá The Sun, lá nhà số 5, rồi lá của cự giải. Có thể những bạn thực chọn tụ ba này là những bạn thuộc nhóm nước hoặc nhóm lửa. Nổi bật là cự giải. Và những bạn trọng tụ 3 này có thể là những bạn liên quan nhiều đến năng lượng của sự sáng tạo, của tính nữ. Ở đây thì chúng ta có nói đến có thể là một cái tác phẩm nào đó, một cái thành quả nào đó mà các bạn đang ấp ủ. Một cái thành quả mà các bạn đã dành rất nhiều thời gian sáng tạo nó, rất nhiều tâm sức sáng tạo nó mà các bạn đang ấp ủ, có thể nó sẽ gặt hái được thành công. Hoặc là nói đến cái năng lượng tính nữ trong những bạn chọn tụ ba này. Ở đây thì chúng ta có cái câu chuyện liên quan đến gia đình, đặc biệt là liên quan đến mẹ. Bên cạnh đó nữa, đấy là câu chuyện của cái sự vui vẻ, của sự sáng tạo, của sự tự hào và một cái sự bừng sáng, cái mục đích liên quan đến tâm linh. Và cái niềm vui các bạn ở đây đấy là sự tỉnh thức. Có thể là với tụ ba này thì nếu mà các bạn không phải là chuẩn bị công khai, một chuẩn bị cho ra mắt một cái sản phẩm nào đó của tính sáng tạo của các bạn, một sản phẩm, một thành quả sáng tạo của các bạn, thì đó có thể là một sự tỉnh thức, đó là một sự chữa lành. Tức là các bạn có thể các bạn đã chữa lành một cái vấn đề nào đó liên quan đến mẹ. Và đây sẽ là một cái lúc mà các bạn thực sự giải phóng cái năng lượng đấy và bạn cảm thấy là đây là lúc mà các bạn tỏa sáng. Vì cái tổn thương liên quan đến mẹ hoặc những cái vấn đề mà các bạn buộc phải đã cần phải làm việc liên quan đến tính nữ trong suốt cái quá trình vừa rồi của các bạn, bây giờ sẽ là cái lúc mà các bạn vỡ ra, nhận thức được nó và thực sự vui vẻ trọn vẹn, vui chơi hết cỡ tẹt ga với nó và cảm thấy kiểu cuộc đời rồi các thứ bừng sáng. Nhìn chung thì cái năng lượng của tụ ba này nó khá là vui vẻ. Thì đó, về trải bài tụ ba thì nó liên quan đến sự tỉnh thức của các bạn. Một tác phẩm nào đó các bạn chuẩn bị công khai, các bạn chuẩn bị cho ra mắt, hoặc là các bạn mới học xong một bài học nào đấy mà nó đã từng rất là nặng nề với các bạn, và bây giờ là cái lúc các bạn giải tỏa nó. Và khi mà các bạn giải tỏa nó cũng là cái lúc mà các bạn sống được ở trong cái năng lượng vui vẻ của cái sự sáng tạo. Và tất nhiên là khi các bạn sống ở trong cái năng lượng vui vẻ và sáng tạo thì các bạn sẽ tỏa sáng rất là mạnh mẽ. Ở đây chúng ta có lá The Sun rất là sáng. Thế nên là niềm vui của tụ ba có vẻ lớn đó. Ok, đấy là thông điệp dành cho tụ ba. Cảm ơn các bạn tụ ba. Ok, chào mừng các bạn tụ 4. Và trải bài ngày hôm nay dành cho các bạn tụ 4 là gì? Niềm vui đang
niềm vui tháng này của các bạn đủ 4. Ở đây thì niềm vui của các bạn có thể liên quan đến mối quan hệ về người yêu hoặc với sếp hoặc với người đang làm việc cùng các bạn. Nó sẽ là những mối quan hệ mối quan hệ lâu dài, tức là các bạn đã ở trong mối quan hệ này lâu khá lâu rồi, hoặc là có thể cái mối quan hệ này sẽ là cái mối quan hệ lâu dài của các bạn. Tuy nhiên dù có đang ở trong cái trạng thái gì chăng nữa thì mình đang thấy ở cái thời điểm mà các bạn đang xem cái video này, có thể là cái cảm xúc của các bạn đang hơi bị nhạy cảm. Nó hơi bị tức là các bạn đang cảm thấy mình hơi bị nhạy cảm với những cái gì đang xảy ra xung quanh, cái cảm xúc của chúng ta hơi bị trầm, suy nghĩ nhiều, rồi cảm giác kiểu tự thu mình lại ấy. Ở đây thì chúng ta có năng lượng của nhóm lửa rất là rõ, của nhóm khí. Thì mình thấy ở trong cái trải bài này có thể là cái mối quan hệ này nó đang đưa đến những cái bài học mà các bạn cần phải nhìn sâu vào nó, cần phải thực sự hiểu được nó đang đưa tới các bạn cái điều gì. Có vẻ như ở trong cái mối quan hệ này các bạn của bạn thì bạn đang là cái người mà chưa thực sự bộc lộ rõ bản thân của mình. Bạn đang hơi che giấu bản thân của mình một chút, đang cảm thấy mình chưa thực sự được là chính mình trong cái mối quan hệ này. Thì cái niềm vui của các bạn nó sẽ đến khi mà các bạn thực sự ý thức được rằng bạn cần phải là chính mình trong cái mối quan hệ này trước đã. Và đừng có lo lắng là cái tương lai cái mối quan hệ này nó sẽ đi đến đâu vội. Bởi vì cái tương lai đấy nó sẽ không thể xảy ra nếu mà cái hiện tại này mà các bạn vẫn còn đang chỉ trong cái năng lượng lo lắng đó. Và các bạn sẽ mãi ở trong cái năng lượng lo lắng đấy, cái năng lượng tự ti ấy, cái năng lượng không dám bộc lộ bản thân ấy. Và cái năng lượng và cái mối quan hệ này nó sẽ bị tắc nghẽn. Và khi nó bị tắc nghẽn thì không sớm thì muộn thì nó cũng toang thôi. Nói chung là mình chỉ cảm thấy là các bạn cần phải trau dồi cái sự tự tin của bản thân mình, đừng có lo lắng, cứ đi rồi đến, cứ bộc lộ bản thân mình, cứ nói những điều các bạn muốn làm, nói những điều các bạn muốn nói, làm những điều các bạn muốn làm. Nghĩa là hai người sẽ thực sự làm việc được sâu với nhau, thực sự ở có thể cộng tác với nhau hoặc thậm chí là ở bên nhau lâu dài hay không, nó phụ thuộc vào cái việc là hai người có bộc lộ con người thật của nhau hay không, hay là chỉ đang cho người kia xem cái hình tượng mà người ta đang nhìn về phía mình, hay là mình đang xây dựng cho người ta thấy. Thì cái vỏ bọc ấy nó sẽ khó để giúp các bạn có thể duy trì cái mối quan hệ này được. Thế nên là cái niềm vui đến của các bạn nó phụ thuộc hoàn toàn vào phía bạn, tức là bạn có dám bộc lộ bản thân mình hay không thôi. Nếu các bạn bộc lộ ra một mối quan hệ này nó chưa có đi đến đâu cả, hay là nó có cái kết nào đó mà các bạn cảm thấy nó hơi buồn chăng nữa, thì các bạn cứ yên tâm, nó sẽ mở ra một cái trang khác cho các bạn, một cái trang mà các bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta đâu có biết được là cái điều sắp tới nó là cái gì đâu, các bạn phải bước những bước đi đầu tiên thì các bạn mới biết được cái bước tiếp theo là cái gì. Nên là cái câu chuyện ngày hôm nay nó có như thế nào hay chăng nữa, nó có đóng vào hay có mở ra hay chăng nữa, thì chắc chắn tương lai của các bạn nó sẽ là một cái, nó sẽ rất là rộng mở, nó rất là sáng. Nếu ngày hôm nay các bạn dám nói lên cái tiếng nói thực sự của mình, dám bước và dám làm những cái điều mà các bạn thực sự muốn làm trong cái mối quan hệ này. Ok, đây là cái điều mà mình muốn nói dành cho các bạn chọn tụ 4. Thông điệp của các bạn, niềm vui của các bạn, cứ đi rồi đến. Hãy bộc lộ cái con người thật của mình. Ok, tạm biệt các bạn tụ 4. Cảm ơn mọi người đã xem trải bài ngày hôm nay. Bye bye. Hẹn gặp mọi người trong trải bài tiếp theo.